luôn. Không ở đây em ăn quê, em đây em ăn tu nâu con bé. Con bé con anh, con của ông bác. Bốn anh em cộng lại chắc chưa đầy một lít rượu, em thề luôn. Em bán quỹ quyền. Lời giải thích của thanh niên này đã không còn ý nghĩa lắm sau khi anh được lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn vào chiều 1 tháng 12 năm 2023, tổ công tác gồm đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông tức PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Bình Thạnh và đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Gò Vấp phát hiện một nam thanh niên chở theo bạn lái xe loạn choạng và có dấu hiệu né cảnh sát giao thông bằng cách đi sát về phía ô tô nên ra hiệu lệnh tấp vào lề đường để kiểm tra nồng độ cồn. Rồi bây giờ là anh sẽ kiểm tra cái nồng độ cồn của em ha. Dạ. 0,3. 0,315. Vừa đo xong kết quả, người này xin cảnh sát giao thông bỏ qua nhưng không được chấp thuận. Sau đó, người này đọc thông tin cho cảnh sát giao thông lập biên bản nhưng không chịu ký với lý do muốn biết mức phạt. Em ở quê, em đây em ăn tu nâu con bé. Con bé con anh, con của ông bác. Bốn anh em cộng lại chắc chưa đầy một lít rượu, em thề luôn. Không, em hỏi là mức phạt của em là bao nhiêu hả? Em thông báo lại lần thứ ba nha. Cái này theo nghị định 100 sửa đổi bổ sung nghị định 123 của chính phủ, mức phạt của em là 4.500.000. Với mức vi phạm này, theo nghị định số 100 năm 2019 sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 123 năm 2021, thanh niên này sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, tạm giữ xe tối đa 7 ngày, tước bằng lái 17 tháng. Cảnh sát giao thông cũng đã hướng dẫn người này cách làm giấy ủy quyền để nhờ người quen đóng phạt trong trường hợp không tự đóng phạt được. Từ 12 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại đoạn ngã năm Đài Lịch Sĩ, đường Nguyễn Xí giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Dù đã đo nồng độ cồn liên tục vào 3 ngày gần cả tuần qua, nhưng người dân quanh khu vực và người đi đường vẫn bất ngờ khi thấy cảnh sát giao thông mời hàng loạt người tham gia giao thông thổi vào máy đo định tính. Thật ra thì tăng cường kiểm tra các ngày các đêm thì cũng có cái lợi, cũng có cái hại. Có cái hại thì hiện tại thì mình đang hơi vội, mình trả lời thì nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà lợi thì kiểm soát được những ai mà đang có cồn trong người mà tham gia giao thông thì hạn chế được nguy hiểm. Từ 12 giờ đến 15 giờ, cảnh sát giao thông không ghi nhận trường hợp vi phạm tại đây và di chuyển đến giao lộ Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị. Nhiều người lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất được mời kiểm tra. Tại địa điểm này, cảnh sát giao thông cũng kiểm tra hàng trăm phương tiện. Nhiều người không vi phạm nồng độ cồn đều vui vẻ khi được mời kiểm tra. Coi như là tốt, nó cũng có cái tốt mà cái xấu thì cũng có cái xấu cho người dân. Tội nghiệp cho người ta, nhiều khi lỡ, nhiều khi người ta có một cái chuyện, nhiều khi có một cái công việc gì á, rồi nhiều khi người ta lỡ uống một hai lon bia. Thì cái đó là nói chung là cũng có cái này cái nọ, chứ cái tốt là nói chung là nó đỡ được một cái là gây tai nạn. Đó là cái tốt, còn mà nhiều khi cũng tội nghiệp cho người dân, nhiều khi người ta có cái đám tiệc, một cái tiệc, nhiều khi Tết niên, ví dụ như Tết niên, mình nói ví dụ. Thì nhiều khi người ta lỡ uống một hai lon bia đó, có điều gì đó, thì cũng tội nghiệp cho người dân đã. Rồi chính lại rồi nói lại cho rồi những cái quán xá người ta kinh doanh rồi cũng tội rồi. Với phương thức kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn định tính không mất nhiều thời gian, tổ công tác đã kiểm tra ngẫu nhiên hàng trăm người đi xe máy, ô tô. Theo lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông vi phạm nồng độ cồn 3 ngày, phần lớn là người lao động. Vi phạm cũng tập trung khá đông ở khu trung tâm với người vi phạm là nhân viên công sở. Không chỉ kiểm tra nồng độ cồn, các tổ công tác còn kiểm tra ma túy ngẫu nhiên một số trường hợp và đã phát hiện vi phạm. Đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn liên tục 24/7 này sẽ kéo dài đến Tết nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông thương tâm do nồng độ cồn chất kích thích gây ra. Từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, cảnh sát giao thông tổng kiểm soát hơn 45.400 trường hợp, lập biên bản xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm, gồm 48 ô tô, còn lại là xe máy. Trong đó, cảnh sát giao thông ghi nhận 2 trường hợp có ma túy trong cơ thể mà vẫn lái ô tô, 6 trường hợp có ma túy lái xe máy và 1 trường hợp người đi xe máy vừa có cồn vừa có ma túy.